Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 đã chính thức khai mạc sáng nay 21 tháng 10. Hơn 200 đại biểu đại diện cho gần 50.000 thanh niên toàn tỉnh tham dự đại hội. Tham dự phiên khai mạc có ông Nguyễn Văn Lợi, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7 nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 10. Trong ngày đầu tiên, đại hội tiến hành xem xét, cho ý kiến các nội dung, báo cáo tổng kết công tác hội nhiệm kỳ 2019-2024, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ 7 nhiệm kỳ 2024-2029, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2024-2029 góp ý sửa đổi điều lệ hội. Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử nhân sự Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 7 và cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2024-2029. Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu còn được tham quan, trải nghiệm các mô hình sáng tạo, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, không gian trưng bày kỹ năng thanh niên Bà Rịa Vũng Tàu.